Ơi, chào các bạn. Hôm nay cùng tôi gọi là lên nương với đồng bào người dân tộc Mông nơi miền núi, họ đi phát nương nhá. Xem họ phát nương làm giấy như thế nào nhá. Đấy. Người dân tộc Mông miền núi là họ đi phát nương này, làm giấy đây. À này, tao bèo rèn nó cá nó. Đi lấy công nhau là chắc hải kinh mà này đấy lại đó, nó này 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 đây là những người phụ nữ có tuổi rồi, họ cứ chịu với tôi mà là quay phim chụp ảnh làm gì. Chia sẻ với các bạn đấy. Bây giờ phát nương là để qua Tết là sẽ trồng ngô ấy. Đây là vụ chính đấy. Còn những gia đình chỉ có những quả đồi để trồng ngô thôi. Rồi bữa lấy ngô về làm mén mén, ngô. Họ đang rất vui vẻ, họ đang nói cái gì đó tiếng Mông mà tôi chả biết nghe đâu. Đúng mà đi đấy. Mì lăng đâu này? Mì lăng này. Giống như tất cả các cậu nhìn con chút xí xí giống như nhìn tivi đây này. Chào tivi. Chào có tivi nè. Anh chị tất cả các cậu hôi. Ủa có một hai con gì cho anh con chút xí xí giống như lò. Mì lăng này này, quay vào này đây này. Ôi nhờ. Quay vào này đây này. Cái. Quay dầm mọi mọi gần ta đấy này. Ờ, dạ cái tivi bây giờ. Tivi là giống á. Lắm được chụp ảnh đó. Đây này này. Đây nó. Giống thế. Tụi nó tí lát lần nữa nha. Mình lao lao lắm. Còn nữa à, nhé, nhìn bây giờ chắc ồ hộ. Cái này quay mọi gần bây giờ phạt nương phạt rẫy rồi. À, nắm từ chụp ảnh nó nắm lăng đâu nè. Hả? Ăn là ra chỉ đem bỏ nữa cả. Chị bao hài không? Chị Bảo Hải, chị Bảo Thịnh à? Ừ. Chị Bảo Hải, chị Bảo Thịnh. Nắm chắc hàng tay à? Chắc chắc tính đây là. À. Cái này quay vào này đây này, quay quay vào này đây. À, quay xin lập. À, đây. Cái này đây vậy? Ừ.
Dân đấy họ hiểu kỳ, họ không biết là tôi chụp ảnh hay làm gì. Là họ bảo là chụp ảnh hay làm gì, ý của họ thế, là tôi chỉ quay phim thôi, quay cái hoạt động các cô các chị ở đây là phát nương phát rễ như thế này để cho lên tivi. Họ ngạc nhiên à, cái tưởng chụp ảnh hay làm gì, đại loại là như thế. Đây là hoạt động thường ngày của đồng bào Mông nơi miền núi các bạn nhé. Chia sẻ cho các bạn thế, chắc chắn nó hoàn toàn khác xa với nơi phồn hoa đô thị. Những người phụ nữ ở phồn hoa đô thị có thể làm, chứ là vùng nông thôn thì họ cũng làm ruộng, làm vườn thì cũng không đến nỗi là thô sơ đến mức độ như thế, có máy móc hết rồi. Còn nơi miền núi này chắc chắn là không. Đây là cái thời điểm này là họ chỉ đi phát thôi nhá. Khoảng một thời gian nữa là những người đàn ông, những người chồng, những người phụ nữ này đều là sẽ đi cày. Đi cày những mảnh đất này này. Đấy, cày những cái chỗ mà họ phát này này. Đấy, sẽ cày lên. Cày lên, cày sới lên. Tơi lên, sau đấy là mới trồng ngô xuống. Này, họ phát rấy qua lượt từng lượt này, để họ đi lượt tiếp này. Đi đi họ nhé. Người dân đồng Mông tôi không biết nói đâu, tôi chỉ biết nghe một số từ thôi, chia sẻ với bạn đấy. Cái hàm ý của họ thì tôi hiểu nhưng mà không nói được, bất đồng ngôn ngữ. Đấy, mấy kia nó sẽ phát lên đây. Rồi. Trong một buổi là chắc chắn là người ở đây sẽ phát hết cái đoạn cả quả đùi này luôn đấy. Phát hết cỏ luôn. Phát hết cỏ để cày. Gần Tết rồi nên người dân đây tranh thủ lao động phát nương phát rẫy rồi là cày cấy cày trước là rồi mới nghỉ Tết. Tết Nguyên Đán ở Việt Nam ấy, Tết âm lịch ấy, thời điểm này đến Tết thì còn hơn 3 tuần nữa. Và rồi nói thêm, đặc thù ở miền núi là mây mù này này các bạn ạ, và mùa đông giá rét, mây mù, nó mưa không hẳn mưa nhưng nó mây mù rất là lạnh. Tất nhiên rồi, đây là những cái công việc chính của người dân ở đây, phát nương làm giấy trồng ngô. Và phải nói thật, cái lương thực chính của người dân đây vẫn là ngô. Ngô thì họ không phải là làm luộc lên ăn ngô bình thường là nướng, mà là chỉ biến làm thành cái món mèn mén gọi là cơm dân này ở trồng ngô dịch cho tiếng Kinh thế, mà chúng tôi gọi là mèn mén. Mà mèn mén kia gọi là người dân ở đây gọi là ăn thay cơm, họ không có gạo ăn đâu.
Đấy là chỉ phát cỏi thôi. Rồi. Hẹn gặp bà lại những người phụ nữ này trong vụ thu hoạch hoặc là cái thời điểm nó khác nhỉ. Tôi cũng dừng cái video đây, chia sẻ cho mọi người thế là cuộc sống của người phụ nữ miền núi vào cái thời điểm là chuẩn bị ăn Tết thì họ để phát nương làm giấy với mùa khô ấy, để sau đấy là những người đàn ông thì nó cày lên rồi là cả gia đình sẽ trồng ngô, và ngô là nguồn lương thực chủ yếu của cả gia đình này, dân tộc Mông đại đa số là vậy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé. Nhớ thích, nhớ chia sẻ video, đăng ký và ủng hộ tôi.